Dòng tâm sự thứ nhất, ly hôn vợ để cưới bồ giàu, 7 năm sau gặp lại, anh cay đắng trước quả báo mình tạo ra. Cứ nghĩ mối tình đầu 6 năm của mình như vậy là có cái kết đẹp. Ngờ đâu sau khi lấy Khương về rồi, mọi mộng tưởng đẹp đẽ của tôi ngay lập tức tan nhanh như bong bóng xà phòng. Chi tiết của dòng tâm sự ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Cách đây 7 năm, để lấy được Khương, tôi đã đánh đổi tất cả, sự nghiệp và cả gia đình. Vì bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái, nên ông bà lúc nào cũng mong tôi lấy chồng gần. Nhưng tôi lại rất yêu Khương từ năm thứ nhất đại học. Mấy năm bên anh, tình cảm rất sâu đậm, khiến tôi chẳng thể nào dứt bỏ được tình yêu đầu đời. Hôm dẫn Khương về giới thiệu, khi hỏi đến quê quán, mẹ tôi đã lắc đầu luôn. Bỏ ngay, mẹ chỉ có mỗi một đứa con gái, không thể gả xa như thế được, như vậy khác gì mất con. Tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ. Gia đình anh ấy ở trong đó, nhưng tụi con sẽ cưới và thuê nhà sống ngoài này, như vậy con vẫn được gần bố mẹ cơ mà. Sau đó, vì thấy tôi cương quyết quá, nên ông bà đành chấp nhận đứng ra tổ chức đám cưới. Tôi cứ nghĩ mối tình đầu 6 năm của mình như vậy là có cái kết đẹp. Ngờ đâu khi lấy Khương về rồi, mọi mộng tưởng đẹp đẽ của tôi ngay lập tức tan nhanh như bong bóng xà phòng. Lúc yêu, Khương tâm lý và yêu chiều tôi bao nhiêu, thì khi cưới về, anh ấy lại gia trưởng và độc đoán bấy nhiêu. Mọi việc anh đều tự quyền quyết định, bất kể là công to việc lớn như thế nào, tôi cũng không được phép xen ngang hay có ý kiến gì. Nhiều lúc tôi ức chế lắm, muốn cãi lại, nhưng tôi nghĩ vợ chồng mới cưới mà to tiếng với nhau thì người ngoài lại cười cho. Nhất là bố mẹ tôi biết được, họ sẽ nghĩ ngợi nhiều, thế nên tôi đành nín nhịn cho qua. Cưới nhau được hơn 5 tháng, Khương rút hết tiền cưới cộng với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, gửi về quê cho mẹ anh sửa nhà và mở quán ăn mà không hề bàn bạc với vợ lấy nửa lời. Đến hôm mọi thứ đã xong xuôi, anh mới bảo với vợ: "Em hãy xin nghỉ việc công ty để về quê cùng mẹ làm ăn nhé. Làm ở đây lương lậu của em chẳng đáng bao nhiêu, chỉ mất thời gian mà thôi." "Không được, dù lương chẳng bao nhiêu, nhưng đó là sự nghiệp của em, không phải anh muốn em bỏ là bỏ được." Tôi phản đối, nhưng Khương dứt khoát ra lệnh cho vợ: "Vậy thì tùy cô, một là công việc, hai là chồng, cô chọn đi." Anh buộc tôi phải chọn một trong hai. Vì lúc ấy đang mang bầu, nên tôi đành chấp nhận nghe theo anh về quê làm ăn cùng mẹ chồng. Quán ăn của mẹ con anh mở cũng khá lớn và lượng khách cũng rất đông, mà chỉ có mình tôi bưng bê và phục vụ. Nhiều lúc mệt mỏi quá nên tôi bàn với mẹ chồng: "Mẹ xem có nên đăng tin tuyển thêm nhân viên, chứ mình con vừa chạy bàn vừa rửa bát đĩa thì con làm không kịp. Với lại con lại đang bầu bí, đi lại quá nhiều cũng sẽ không tốt." Tôi vừa dứt câu, mẹ chồng liền trợn mắt và nghiến răng. Bà nói: "Chị lười thì nói, sao lại đổ cho quán đông và bầu bí không làm được. Càng chữa thì càng phải làm, để sau này dễ đẻ hơn." Sau hôm đó, bà bực tức còn bắt con dâu làm nhiều việc hơn. Ban ngày phải chạy bàn, ban đêm phải chuẩn bị đồ ăn. Vất vả là như thế mà quản xá thu chi bao nhiêu, mẹ con anh không hề cho tôi biết. Đến lúc con gần 1 tuổi, tôi lại phát hiện ra, thì ra mẹ con Khương ủ mưu cho tôi về quê sống, để anh ở ngoài đó được tự do sống với người đàn bà khác. Tôi đau đớn gào khóc với mẹ chồng, mong bà sẽ khuyên rằng anh quay đầu về với vợ con. Ngờ đâu bà còn mẹ mai: "Con trai tôi làm gì là quyền của nó, lấy phải người vợ nghèo hèn như cô nên nó mới phải tìm đến người khác. Chắc chắn cô không biết nó đang ở với ai đâu. Để tôi nói cho cô nghe, đó là bà chủ của công ty nó làm." Khi tôi biết rõ mọi chuyện, anh không che đậy chuyện ngoại tình với người đàn bà kia nữa. Anh về quê, bắt tôi ký giấy ly hôn
để anh được đường đường chánh chánh thực hiện giấc mộng ông chủ. Ra tòa xong, tôi ôm con về nhà ngoại sống. Nhờ có bố mẹ trông con nên tôi có thời gian tập trung lo cho sự nghiệp. Thương con gái, bố mẹ tôi bán mảnh đất gần nhà, tạo vốn cho tôi làm ăn. Cũng may trời thương, công việc kinh doanh của tôi khá thuận lợi. Trong vòng 3 năm, tôi đã mua được nhà, sắm xe hơi và cho con học trường quốc tế. Thì thoảng mẹ con tôi vẫn dẫn nhau đi du lịch. Tôi check in rồi đưa lên Facebook để ngầm nhắn cho anh biết rằng không có anh, mẹ con tôi vẫn sống tốt. Cứ thế đã 7 năm rồi đi. Đêm hôm ấy, tôi ngồi lướt Facebook ngắm lại những cảnh hai mẹ con chụp ở Hàn Quốc vào tháng trước. Tự nhiên thấy chồng cũ vào thả lại ảnh rồi nhắn tin đến. Biết được cuộc sống của hai mẹ con em yên ổn, anh mừng lắm. Và cứ như thế, anh lần ra trò chuyện. Thậm chí anh còn nói thẳng là có ý định muốn quay về, nhưng tôi không trả lời. Tuy không hỏi trực tiếp, nhưng qua bạn bè kể lại, tôi biết được cách đây 2 năm, anh bị cô vợ mới kia đã đau lắm. Cô ta lừa mẹ con anh, bán đất đai nhà cửa, cả cái quán phở ở dưới quê cũng bán, để hùn vốn cổ phần vào công ty của cô ta. Cuối cùng, cô ta ôm tiền cao chạy xa bay, còn anh thì mất trắng. Giờ đây, thấy mẹ con tôi sống sung túc dư dả, anh càng thấm, trước kia bỏ vợ con là một điều sai lầm. Cứ tưởng ly hôn vợ để cưới vợ mới giàu có hơn, ai ngờ ăn quả đắng, nên anh đành ngậm ngùi chấp nhận. Giờ đây, chứng kiến cuộc sống sung túc của hai mẹ con tôi, anh liền ngỏ ý quay về tái hợp. Tất nhiên, chẳng đời nào tôi chấp nhận. Vậy đấy, tôi đã chọn cách trả thù chồng cũ như thế, và tôi thật sự đã rất thành công. Như vậy là Tasa vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự, thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những câu chuyện tâm sự mới nhất từ kênh YouTube Tasa Trần. Một lần nữa, Tasa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.